Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu trường võ nhạc. Chương trình Đấu trường võ nhạc do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Chương trình Đấu trường võ nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy luôn luôn đón xem và ủng hộ cho các thí sinh của chương trình Đấu trường võ nhạc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những người sức quyền lực của chương trình Đấu trường võ nhạc, đó chính là ban giám khảo. Giám khảo Trần Huy Trần. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho giám khảo Trần Mông Huyền. Và bây giờ là nữ giám khảo xinh đẹp Minh Tú. Được cảm ơn ban giám khảo đã luôn luôn đồng hành cùng với các thí sinh cũng như là chương trình Đấu trường võ nhạc. Và hy vọng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều tiết mục thật hấp dẫn nhé. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Mỗi tuần chúng ta đều luôn luôn có một sự bất ngờ, đó chính là giám khảo khách mời. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu giám khảo khách mời của tập ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ ST. Sân khấu này đã được hâm nóng bởi giám khảo khách mời ST của chúng ta. Quý vị cho ST thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Xin được cảm ơn ST rất nhiều và xin mời ST sẽ quay trở về ghế ngồi của mình. Vòng 3 với tên gọi quyết đấu. Ở vòng này, 6 nhóm của hai bạn đấu sẽ bốc thăm để tạo thành hai bạn đấu mới. Chủ đề chính của vòng quyết đấu là biểu diễn với đạo cụ, cách thức chấm điểm. Sau phần thi của mỗi bảng, giám khảo sẽ chấm điểm các nhóm. Hai nhóm có điểm trung bình cao nhất từ mỗi bảng sẽ được đặt cách bước thẳng vào vòng 5, vòng bán kết và nhận một phần thưởng từ chương trình. Hai nhóm ở vị trí thứ hai sẽ là nhóm an toàn và bước vào vòng 4, vòng đại chiến. Hai nhóm còn lại sẽ bước vào vòng nguy hiểm. Sau đó, 101 khán giả tại trường quay bình chọn một lần duy nhất cho một nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có số phiếu bình chọn cao hơn sẽ trở thành nhóm an toàn bước vào vòng đại chiến. Như vậy là chúng ta đã có 6 trưởng nhóm của 6 nhóm trên sân khấu. Và bây giờ Thúy Vân xin được mời lên sân khấu bà Lê Bảo Ngọc, đại diện tập đoàn Sun Group khu vực miền Nam, sẽ bốc thăm để chia bảng thi cho 6 nhóm thí sinh. Xin được mời chị. Vâng, trên tay Thúy Vân đó chính là 6 lá phiếu có tên của 6 nhóm thí sinh. Và chị Ngọc sẽ giúp Vân lựa chọn ra 3 lá phiếu. 3 lá phiếu của chị sẽ là 3 lá phiếu của bảng 1. Và 3 lá phiếu Thúy Vân cầm còn lại sẽ là bảng 2 nhé. Dạ vâng. Xin mời chị Ngọc sẽ đọc những nhóm trong bảng 1. Nhóm của bảng 1 như sau. Nhóm thứ nhất, Chấn Hưng. Nhóm thứ hai, IVS. Nhóm thứ ba, Người Anh Em. Xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị, như vậy là theo kết quả bốc thăm thì chúng ta đã có 2 nhóm thí sinh. Nhóm đầu tiên sẽ là các nhóm Chấn Hưng, IVS và Người Anh Em. Và nhóm thi thứ hai sẽ bao gồm các nhóm Vô Vi Nam 1978, nhóm Cờ Lâu và nhóm Hoa Hướng Dương. Xin được cảm ơn 6 đội trưởng và các bạn có thể vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Như vậy là chúng ta đã bốc thăm ra 2 nhóm thí sinh và bây giờ sẽ là phần dự thi của nhóm thí sinh đầu tiên trong bảng 1. Xin được giới thiệu phần dự thi của nhóm Người Anh Em. Hello mọi người.
Thì lần đầu tiên á, anh muốn chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng 2 và tới vòng 3. À, sau đó anh muốn gửi cho mọi người một món quà. Rồi, mọi người lấy giùm anh nha. Ok. Ok. Đẹp không? Non lá. Ừ, thì thực sự đây là đạo cụ cho vòng 3 của chúng ta. Vòng 3 này, Phát và nhóm người anh em chọn đạo cụ là nón lá, thể hiện trên bài nhạc Đi theo bóng mặt trời. Các bạn học võ thì từ xưa đến giờ chỉ có binh khí thôi. Nó cũng là một cái khó khăn cho nhóm. Nỗi lo đầu tiên đó chính là từ trước đến nay thì nhóm chưa bao giờ sử dụng đạo cụ trong việc tập luyện và thi đấu, đặc biệt là nón. Nỗi lo thứ hai đó chính là làm sao để chúng em có thể tạo hình và tương tác một cách tốt nhất với nón. Nhưng mà bên cạnh đó thì tụi em rất là hứng thú trong việc tập luyện. 2, 3 Đi, hèn, chảy là sao? Đúng rồi. Em với ý tưởng vòng 3 này thì Phát muốn truyền tới một thông điệp: hãy là chính mình, sống với những đam mê và những quyết định mình đã chọn, và hãy chiến đấu với nó và dùng ngọn lửa đó để lan tỏa đến những người xung quanh, như theo câu hát Đi theo bóng mặt trời. Mọi người đều biết tới Taekwondo, cũng như là người anh em đã có một cái nền tảng giỏi nhạc từ trước rồi. Anh nghĩ các bạn đang rất là áp lực, nhưng không sao thì các bạn cứ cố gắng lên, thi hết mình, cháy hết mình. Lúc nào anh Phát cũng yêu quý các bạn hết trơn trời á, giống người anh em. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh trắng. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng. Lấy đam mê làm nón mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời, chờ ta tới hay đông về quê khi những đam mê còn nở.
Đầu tiên, xin được mời giám khảo John Huy Trần. Dạ, rất là tốt. Trời. Nhiều cái bất ngờ nè. Nhạc hay, cái khách biên đạo hay, cái khách sử dụng cái nón lá. Thấy rõ ràng tụi em làm đúng cái chủ đề trong tuần này. Và mấy cái bài mỗi tuần của các em khác biệt. Đối với anh nó luôn luôn là một cái bất ngờ. Tại mình không bao giờ đoán được lúc nào tụi em sẽ làm một cái gì đó hay như vậy. Mình thấy cái tiết mục này nó rất là hay. Nó từ từ, nó có lên xuống. Và nó rất là hấp dẫn. Nó luôn lôi cuốn mình một cái hiếu kỳ. Và có rất là nhiều cái bất ngờ xảy ra. Đó là cái phần biểu diễn thực sự nó rất là hoàn hảo. Các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú. Và xin mời giám khảo Gemma. Lần đầu trong chương trình này mình thấy là dùng cái trick, cái lộn backflip mà mình có cái đá là kêu tiếng Anh thì nó kêu bằng cái flash kick. Mà anh đã dùng cái đó mà để trong cái chiến đấu á. Lần đầu mình thấy á, hay quá. Không có gì mà chê hết, không có gì mà nói được luôn á. Từ vũ đạo tới cái võ thuật, cái gì cũng hay hết, cái gì cũng giỏi hết. Cho nên mình khen các bạn cái điều đó. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã làm rất là tốt cái phần trình diễn của mình. Và cũng giống như là mọi người SC thích nhất là cái backflip hai dòng xong rồi đẩy lên trên không. Đó là cái đẹp nhất. Các bạn làm rất tốt. Xin cảm ơn giám khảo khách mời ST. Và xin mời số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm người anh em. Xin được cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa xin được chúc mừng nhóm người anh em. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Với phần mở màn rất xuất sắc của nhóm người anh em thì những nhóm thi tiếp theo sẽ cực kỳ áp lực. Và hãy cùng chào đón nhóm Trần Hưng. Trong vòng 3 này là chủ đề đạo cụ phiên sử dụng cho nhóm Trần Hưng là cái dù chúc câu chuyện quê muộn truyền tài đến và mọi người ở vòng 3 này, đó là một hình ảnh của một người phụ nữ rất là đẹp, không những đẹp ở bên ngoài mà họ còn đẹp ở bên trong dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhóm mình được đưa đạo cụ là dù thì rất là bất ngờ, tại vì trong môn võ của nhóm mình là taekwondo thì rất là ít khi xài, vừa phải làm nó thành cái binh khí, vừa làm nó thành một đạo cụ để múa nữa và thể hiện cái nội dung cái bài nữa. Bởi vì khi mà tập này rất là khó cho nhóm. Trong quá trình tập á, thì nhóm mình không có sử dụng quen với dù á, nên cũng hơi mạnh tay, sẽ làm gãy rất là nhiều dù rồi. Đụng nhau chấn thương cũng nhiều. Chúng mình cũng đã áp lực cho mình là mục tiêu là sẽ giành cái vé đi thẳng vào bán kết lần này. Hãy đón chờ xem màn trình diễn lần này của nhóm chúng mình. Chúc mừng! Quý đạo! Quý đạo! Dài sau ấy lưng thôi.
ra lúc mà cái bài Son á nó lên á thì AC cảm thấy rất là thích, bởi vì AC rất là thích bài này. Và ở trong bài của các bạn á có rất là nhiều động tác tạo hình khó. Thật ra là AC rất là thích đoạn đầu của các bạn, nhưng càng về sau thì các bạn lại càng bị nó đuối dần. Cho nên là AC muốn thấy các bạn giữ cái tiết tấu và cái nhiệt độ của các bạn nó đều như một bài. Tại vì các bạn khúc đầu các bạn làm quá tốt, cho nên là càng về sau các bạn càng nó làm cho AC mất đi cái lửa của mình một tí xíu. Cho nên là AC cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà các bạn vẫn làm tốt. Xin cảm ơn giám khảo ST. Và Thúy Vân xin quay trở lại với giám khảo Minh Tú. Mình chỉ nói về cái thần thái cũng như cái diễn xuất của các bạn, thì thật sự là ba cái bạn nữ diễn rất là tốt, nhất là các bạn mà bị bôi lọ nghẹ nè, cực kỳ diễn xuất luôn, như thật. Nhiều khi mình tưởng là phải diễn viên không. Ngoài ra thì cái mở màn nó tạo cho mình một cái rất là hấp dẫn. Nhưng mà về sau thì nó không có dở, nhưng mà nó người ta vẫn, tại vì cái gì nó hay á thì người ta sẽ mong chờ cái gì nó đột phá hơn nữa. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì cái phần trình diễn của các bạn rất là xuất sắc. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú. Mấy cái đội hình anh thấy tụi em làm rất là tốt, và nó có một số động tác anh thấy nó thực sự nó không có khó lắm. Nhưng nếu mà tụi em sẽ làm đều hơn, chắc hơn và sạch hơn, nó sẽ rất là đẹp. Phần sau á thì đúng nó sướng một chút, mà không phải là tại trình độ không cao hoặc là em dở lẽ gì hết á, là tại vì á các em mạo hiểm nhiều quá. Nhiều cái động tác rất là khó mà các em lại dám làm. Cho nên chị ngưỡng mộ các em là cái điều đó. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn giám khảo Gemma Nguyễn. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Trấn Hưng. Xin được cảm ơn nhóm Trấn Hưng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xem hai phần trình diễn của hai nhóm thí sinh trong bảng đầu tiên đêm thi đấu ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của nhóm cuối cùng. Hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm IVS. Mấy đứa, tập trung. Được rồi, ok, hôm nay em xin giới thiệu với mấy đứa nha. Ở vòng 3 này, mình sẽ thi là đào cụ. Thì mình sẽ có đạo cụ của mình chính là cái chọc, được chưa? Ở vòng 3 này, đối với nhóm IVS thì quyền sử dụng với đạo cụ là trống, mà quyền sử dụng theo style của trống taiko của Nhật Bản. Nó thường được sử dụng trong chiến tranh để động viên binh lính, khuyến khích quân sĩ, và người đánh trống taiko bản chất của họ rất là mạnh mẽ. Thì trong cái vòng này thì Quyên nghĩ cái hình tượng này sẽ rất là phù hợp về IVS, bởi vì tất cả những bạn ở đây rất là trẻ, rất là năng động, rất là nhiều năng lượng. 8, 1, 2, 3, 4 là bây giờ này sẽ là từ. Khi mà nhận được đạo cụ từ chương trình á, chúng em lại luyện tập trên bề mặt trống, độ nặng của trống và cách di chuyển trống. Thì mới đầu thì cũng có những cái sự khó khăn. Cái nỗi lo lớn nhất là tinh thần của các bạn, vì các bạn còn rất ham chơi, các bạn vui, bạn vui vẻ. Ví dụ như các buổi tập bình thường, vòng trước thì một ngày tập có 3 tiếng thôi, nhưng mà đến vòng 3 này thì chúng tôi cho các bạn tập có thể lên 6 tiếng hoặc 8 tiếng. Thời gian qua thì mình tập rất là mệt mỏi, thật sự rất là mệt luôn. Nhưng mà anh luôn muốn mấy đứa phải luôn đặt ra những giới hạn mới, không phải để dừng ở đó mà là để phá vỡ giới hạn. Bởi vì tụi em còn trẻ, tụi em còn năng lượng, tụi em còn sức khỏe, thì tụi em sẽ làm được. Không đau đớn, không mệt mỏi. Can't
Phải để anh là người nhận xét đầu tiên, xin được mời anh. Các em là anh không nói lên lời luôn kìa. Mình không biết nói gì, mình chỉ có cảm giác ở trong, cái cảm giác ở trong của mình just muốn. Cái bài này là mình nói nhiều lần rồi, bài này tuyệt vời, bài này rất là tốt, bài này hay, bài này bla 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 bla. Em có một từ. Có cái gì? Có cái gì nữa? Hoàn hảo. So amazing. Yeah. Vì mọi thứ tụi em làm mấy cái động tác b-boy, yeah, mấy cái footwork, mấy cái skill đẹp nè. Anh rất là đánh giá cao về cái sự sáng tạo về cái điều đó, không phải là chỉ là sử dụng cái trống và đánh cái trống, nhưng mà tụi em di chuyển, tụi em đạp lên cái trống đúng là một cái giống một cái nhân vật trong cái bài của các em luôn. Và nếu mà tụi em không có cái sự hỗ trợ của một biên đạo như Quyền và một thầy của các em luôn, rất là tuyệt vời luôn, mình sẽ không bao giờ có một cái trường hợp như vậy. Wow, just wow. Anh còn thêm nhận xét gì nữa không ạ? Anh đại diện cần... anh đại diện luôn nha anh. Đại diện là sao? Đại diện là anh nói luôn đi. Nói luôn. Dạ, anh cần cái hỗ trợ của khán giả một lần nữa. 1 2 3. Thật ra thì cái bài trình diễn này mình không có thể mà mình không nói nên lời đúng không? Cho nên bây giờ mình cho phép Jama bao một cái nha. Xin cảm ơn giám khảo Jama. Và bây giờ sẽ là lúc ban giám khảo cho điểm nhóm IVS. Xin mời bộ tứ giám khảo. Và chúc mừng nhóm IBS. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại sau ở phần công bố kết quả nha. Cảm ơn các bạn. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Đấu trường võ nhạc. Và bây giờ sẽ là thời khắc dành cho kết quả của 3 nhóm thí sinh vừa thi đấu. Nhóm thí sinh có số điểm xuất sắc nhất, các bạn sẽ được đặt cách đi vào vòng bán kết và nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ Sunworld. Đây là nhóm thí sinh có tổng điểm trung bình cao nhất so với cả đêm thi trước. 9,5 điểm, trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 9,5 điểm. Giám khảo John Huy Trần 10 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9,5 điểm. Và giám khảo ST dành cho các bạn 9 điểm. Xin chúc mừng. Nhóm xuất sắc nhất. IBS.
bạn chính là nhóm sẽ đặt cách vào vòng tiếp theo, vòng bán kết. Và các bạn cũng nhận được một phần thưởng đến từ nhà tài trợ Sunworld. Xin được chúc mừng các bạn. Chúng ta còn lại hai nhóm thí sinh. Và nhóm tiếp theo là nhóm an toàn đi vào vòng đại chiến. Đây cũng là một số điểm rất cao, 9.3 điểm. Với giám khảo Gemma dành cho các bạn là 9 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo ST dành cho các bạn 9 điểm. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng nhóm. Người anh em. Như vậy là nhóm người anh em là nhóm an toàn với số điểm 9.3 điểm. Và nhóm Trấn Hưng, các bạn cũng nhận được số điểm đó chính là 8.6 điểm. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo Minh Tú 9 điểm. Và giám khảo ST 8.5 điểm. Có lẽ là ngày hôm nay thì nhóm Trấn Hưng của chúng ta chưa may mắn đúng không? Nhưng mà không sao các bạn ạ. Chúng ta vẫn còn sự bình chọn của 101 khán giả ở trường quay để tiếp tục. Ở những vòng tiếp theo chúng ta sẽ lại chinh phục những cái độ khó đó và chúng ta lại tiếp tục hoàn thiện cái phần thi của mình đúng không ạ? Và Thúy Vân sẽ được mời chị Lê Bảo Ngọc, đại diện đến từ nhà tài trợ Sunworld sẽ lên trao giải thưởng cho nhóm IVS. Vâng, xin được cảm ơn chị Lê Bảo Ngọc đến từ nhà tài trợ Sunworld và một lần nữa xin được cảm ơn cả ba nhóm. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, tạm biệt ba nhóm thí sinh của bảng đầu tiên trong đêm thi ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần thi của ba nhóm thí sinh trong bảng thứ hai. Và mở đầu cho phần thi này, hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm Hoa Hương Dương. Xin chào các bạn, nhóm mình là nhóm Hoa Hương Dương. Trong vòng 3 này thì nhóm Hoa Hương Dương sẽ có một thử thách. Đó là sử dụng đạo cụ, đó là gậy. Thì cái khó khăn nhất của nhóm Hoa Hương Dương, nhóm chưa bao giờ đánh và sử dụng gậy. Thường thường là nhóm Taekwondo chỉ sử dụng chân và tay thôi. Tình hình hiện tại thì nhóm em đang rất là lo lắng. Thì một số bạn đang bận đi tập huấn nên nhóm chúng mình đang thiếu người, cho nên những bài tập không thể nào mà hoàn thành sớm được. Vòng 3 này Quý sẽ mang tới cho khán giả và ban giám khảo đó là một câu chuyện giữa Joker and Harley Quinn. Thì sẽ có những cuộc ẩu đả và sử dụng gậy. Nhóm Hoa Hướng Dương có những thành viên rất là cá tính và rất là hơi quậy một chút xíu, thì Quý nghĩ tới là hợp với lại tính cách của nhân vật. Hoa Hướng Dương hứa hẹn này sẽ mang đến cho khán giả một tiết mục thật đặc sắc. Nhóm quyết tâm sẽ không rơi vào tối nguy hiểm lần nữa và quyết tâm hơn để có tấm vé được đi thẳng vào vòng bán kết. Anh Dương, đoàn kết. Đoàn kết. Tay cứ đồ. Phải đi. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow.
by Harley. Over here. If you thought I was just another dumb blonde, well, the joke's on you. Trước nhá. Thì hôm nay các bạn diễn một tiết mục SC cũng khá là ấn tượng. Thông điệp, câu chuyện rất là rõ ràng, SC có thể hiểu được. Có một cái điểm nhỏ như thế này, là lúc mà các bạn cầm gậy ra, có một cái đoạn các bạn bị đợi nhạc trong vòng 2 giây mà các bạn không làm gì hết. Đó là một cái lỗi nhỏ của các bạn thôi, chứ SC rất là thích cái tiết mục này. Xin cảm ơn giám khảo SC. Xin mời giám khảo John Huy. Cái phần âm nhạc rất là hay. Một cái nữa, cái phần vũ đạo trong cái bài này anh thấy tụi em hôm nay rất là khác. Cái lần này cái thần thái, cái thái độ của các bạn nó đúng là cái nhân vật của mình. Cái cảm giác lúc tụi em nhảy mấy cái phần hip hop nè, không phải chỉ là nhảy mấy cái động tác đơn giản, tụi em làm rất tốt từ đầu đến giờ đó. Đây là cái một cái nhóm anh rất thích xem. Mình thấy cái sự tiến bộ, không phải chỉ tiến bộ với võ thuật, tiến bộ trong vũ đạo, tiến diễn bộ nữa. Với ý tưởng và cái cách diễn luôn. Hôm nay tụi em rất là tốt, rất tốt. Xin cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo Gemma. Thì mình muốn nói thì có nhiều cái mình muốn nói, anh John Huy Trần cũng đã nói rồi. Mình muốn khen là luôn luôn cái nhóm này lên đó là mình sẽ có, mình biết là sẽ thấy được hai điều, là một cái là tự tin, mình rất là thích cái điều đó. Cái lần này thì cái vũ đạo rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà mình đang mong muốn, hy vọng là lần sau sẽ bỏ bớt lại cái vũ đạo mà cho thêm rõ một chút xíu nữa. Mình rất là thích cái bài trình diễn này, với lại Joker và Harley Quinn diễn rất là giỏi, rất là hay. Mình muốn hỏi rằng là hai nhân vật các bạn đã coi phim này chưa? Dạ thưa chị, là em đã coi cái phim này rồi ạ. Cả em và cái bạn Joker rất là hiểu nhân vật, rất là nắm rất là rõ luôn. Tính cách và cái cách thể hiện từ ánh mắt, cho dù là hóa trang nha, nhưng mà chị vẫn cảm nhận được từ cái thần thái ánh mắt, từ cái hơi thở lúc mà em đánh nhau, cái cách em đang đứng vừa rồi nó cũng rất là hay. Thì đó là cái phần mà chị thấy được là cái ý tưởng cũng như là cái diễn xuất của các em trong cái bài này á, nó rất là hay và thú vị. Chúc mừng các em. Cảm ơn. Xin được cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Hoa Hướng Dương nhé. Xin được cảm ơn ban giám khảo và nhóm Hoa Hướng Dương. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Tạm biệt nhóm Hoa Hướng Dương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm thí sinh thứ hai. Trên sân khấu này sẽ là sự xuất hiện của nhóm Cờ Lâu. Mình đã theo học võ cổ truyền được khoảng 7 năm. Lúc trước thực sự là em gái mình học võ trước mình. Mình chỉ thấy là em mình tập rất là hay, cho nên là mình đã xin đăng ký vào tập luyện chung với em. Được. 2, 3.
cá nhân An á, trước khi tham gia chương trình là bé mới tập võ được khoảng hơn 2 tháng thôi. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình rồi thì những cái kỹ năng của bé thay đổi rất là nhiều theo cái chiều hướng tích cực, năng động hơn, rồi biết nhảy nhót, có thể là nói nhiều hơn, rồi điên hơn một chút. Cái tình cảm của mình dành cho cờ lau thì đôi lúc cũng như kiểu người trong nhà. Cái điều kiện của nhóm khá là khó khăn. Mất khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi các bạn mới từ chỗ tập về nhà. Thay vì chỉ chờ những buổi tập ở trên phòng tập ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình mới phi xuống dưới Bình Dương tập, ăn cùng các bạn với một nồi mì tôm. Mình thấy là vui và cái điều đấy là chắc chắn là mình sẽ không quên. Kéo chân qua, kéo chân qua, kéo chân. Đi đâu, tập trung vào. Với chủ đề của vòng 3 là đạo cụ và nhóm cờ lau được phân cho cái đạo cụ là lụa. Về cái cách xử lý của nó với mình thì mình sẽ cho nó mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn một chút, giống như là cái tính chất của nhóm. Nhưng mà đến lúc mà vào cùng với nhau rồi thì cái lụa là một cái mà nó làm cho các bạn bị lòi ra những cái không đều, không nghe được nhạc và lúc được lúc không. Cái lần tập đấy vừa xong rất đẹp, rất đều. Ngay sau đấy làm lại từ đầu thì là mọi thứ nó lại khác hẳn. Mặc dù trong thời gian tập luyện ở vòng 3, nhóm gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà nhóm đã lấy lại tinh thần, đã lấy lại sự cố gắng và sự đoàn kết của mình để tập luyện, để cho ra một tác phẩm thật hay đến với khán giả. Cờ lau! Trình diễn của nhóm Cờ Lau.
nhỏ nhất nhưng mà cực nhất ở đây. Tập này lâu không? Oh my god, my heart. An ơi, An bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 12 tuổi. 12 tuổi. Thật ra là phải cảm ơn các bạn đội Glow rất nhiều. Bởi vì trong các bạn có sử dụng một đoạn nhạc của SC trong phần trình diễn của các bạn mà lúc đó kiểu mình bị rùng mình luôn á, kiểu xong rồi nước mắt nó chảy xuống. Cho nên là từ lúc đó về sau SC không còn thấy gì nữa. Nhưng mà thật ra là các bạn nếu mà nói về sự đồng đều á thì các bạn còn thiếu sót một vài điểm. Tuy nhiên rằng là để mà nói đây là một phần thi sạch thì SC nghĩ rằng đây là một phần thi khá tốt. Và thứ vừa xin mời giám khảo Minh Tú. Phần trình diễn này á, cái người mà Minh Tú tập trung nhất á, là bé An. Thì bé An là người thể hiện rất là nhiều động tác, có thể nói là những cái phần thể hiện đinh nhất của bài là thuộc về An. Có lúc An rớt cây quạt nhưng mà An cũng cố gắng tập trung tinh thần để mà leo lên giữ cái chân ở trên cao xong rồi ngã xuống, thì những cái thế đó rất là khó mà chị thấy là rất là ngưỡng mộ An. Nhưng mà nếu mà một bài diễn mà chỉ có một nhân vật nhỏ như thế thì nó vẫn chưa tạo được cái sự cao trào nữa. Thì mình muốn thấy là ngoài An ra thì mình vẫn muốn thấy những cái phần thể hiện khác của tất cả các bạn. Đó là cái quan điểm nhìn nhận của mình. Cái bài này nó có cái nó rất là đẹp nhá. Nó đẹp về cái nhạc và cái đạo cụ và cái phần biên đạo trong cái bài này. Đúng, nó có mấy cái điểm nhấn cho cái bài của mình, nhưng đối với anh nó chưa có cái gì thực sự là mới. Anh muốn thấy mấy cái mới đến với một số bạn khác nhá. Anh cũng biết một số bạn có thể lộn được và nhảy và bay được thì anh muốn thấy theo mấy cái đó. Nhưng bài rất đẹp, okay. Đó là cái chính của cái bài này và tụi em làm tốt cái điều đó. Cha Mai nghĩ hơi khó một chút. Thật ra là cái bài này mình thấy là các bạn đã tiến bộ nhiều hơn từ lần trước, cho nên chúc mừng các bạn. Đúng là có nơi không có đều nhưng mà thật ra mình có thể tha lỗi này được. Cái phần thứ nhì, phần hai á, mà dùng cái lụa mà có hình như là có cái đá thì sau á, mình dùng để làm dùng binh khí luôn á. Cái này binh khí bên võ cổ truyền gọi là nhuyễn tiên. Thì nhuyễn tiên thường nó bằng dây thừng, nhưng mà tụi em không thay rằng dây thừng bằng lụa. Mình đánh đầu, một đầu sẽ có một cái cục vật nặng để mình đánh định hướng được cái hướng đi của nhuyễn tiên. Mình thấy cái này rất là thông minh. Giỏi quá. Xin được cảm ơn giám khảo Trang Mai Nguyễn. Nhóm Cờ Lâu chúng ta đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ ban giám khảo sẽ đưa ra số điểm dành cho nhóm Cờ Lâu nhé. Xin mời ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng nhóm Cờ Lâu. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhóm cuối cùng sẽ dự thi trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm Vô Vi Nam 1978. Trong ba này nhóm của chúng mình nhận đạo cụ là ghế. Cảm thấy rất bất ngờ, gặp nhiều khó khăn với ghế vì trong bộ môn không có tập cái ghế nhiều. Vì đây là vòng đạo cụ cho nên là bên nhóm cũng muốn nhấn mạnh về cái đạo cụ hơn. Cái phần nội dung nó sẽ nhẹ nhàng hơn chút xíu, nó dễ thương thôi, tươi tắn và có một chút nghịch đùa pha với sự hài hước. Sau khi kết thúc vòng 2 thì chúng em cảm thấy mình còn nhiều sai sót và chưa chiến thắng được bản thân. Khi bước vào vòng 3, các đội rất là mạnh, rất là xuất sắc. Nhóm chúng em cũng có những ưu điểm, những đặc trưng riêng của môn phái chúng em. Nên chúng em sẽ không sợ một bất kỳ đội nào của vòng 3 này và chúng em sẽ cố gắng để vượt qua họ. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, it's home to work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, it's home to work we go.
Xin mời nhận xét của ban giám khảo, anh John Huy Trần. Trời ơi. Trời ơi. Nói anh không biết nói cái gì. Anh chưa tin là anh mới xem cái đó. Anh rất muốn gửi một cái lời xin lỗi vì biên đạo bắt tụi em làm cái bài này. Rất 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 xin lỗi, rất tội cho tụi em. Ý tưởng là bảy chú lùn nha, ok, thấy rồi, có phù thủy, có bạch tuyết, ok. Mọi thứ nó pha, nó tùm lum lắm. Đối với anh nó không có cái gì liên quan với nhau. Và anh thấy rất là tội vì mình phải quyết tâm, mình lên, mình thi, đúng không? Thì đó, tụi em làm đúng cái trách nhiệm của các em. Anh chỉ thấy rất là tiếc cho các em vì cái ý tưởng này nó thực sự là tệ. Anh biết, anh thấy lúc tụi em xong là ok, mình đã làm rồi, xong, đi ngủ ngày mai là một ngày mới nhá. Mình chỉ cần hy vọng như vậy. Đính chính là một tí xíu là thật ra là các em đã cố gắng hết sức rồi. Và cái bài này gọi là thảm họa thì nó hơi... Đúng. Nó rất là đúng, đúng. Trời là ơi nó, thôi đừng có. Tại vì các em là diễn cuối cùng nữa nói. Bởi vì tất cả các đội hay đều diễn trước hết rồi. Và tụi em là những người diễn cuối cùng. Cho nên là để mà gọi là thảm họa thì hơi tội cho các em quá. Đúng không anh? Không, anh không có nói tụi em thảm họa. Anh nói cái ý tưởng nhá. Thật ra là các em đã cố gắng hết sức rồi. Và hồi nãy có nghe qua cái đoạn giới thiệu thì các em chỉ là tầm độ tuổi từ 99 là lớn nhất. Dạ. Năm sinh 99 lớn nhất, có nghĩa là tụi em chỉ 19 tuổi là lớn nhất thôi. Thì anh nghĩ là cái con đường của tụi em rất là dài. Đây chắc chắn sẽ là một cái trải nghiệm của các bạn trong cái cuộc đời của các bạn thôi. Và anh suy nghĩ rằng là các bạn sẽ còn thành công hơn nữa khi các bạn đã dám thực hiện cái đam mê của mình trong cái chương trình này. Dạ, xin cảm ơn giám khảo ST. Xin hỏi giám khảo Minh Tú được không ạ? Chị nói là cái tiết mục chị đang xem nó đang không phù hợp với tụi em. Chị thấy là có cố gắng dùng những cái đoạn nhạc hay là những cái động tác để mà tạo cái sự vui vẻ nhưng mà nó không có vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị vẫn đưa quan điểm của chị rằng là các em diễn xuất, chị nói là diễn xuất trong cái bài này là tốt chứ chị không nói bài này tốt. Dạ, em xin cảm ơn chị. Cảm ơn các em. Cuối cùng xin mời giám khảo Trâm Mai. Cái chủ đề lần này á thì là phải dùng đạo cụ, mà lần này thì mình thấy các bạn dùng ghế, chỉ là đứng lên ghế thôi, không có thật ra là sử dụng nó nhiều. Cho nên mình thất vọng cái điều đó. Các bạn có tài năng á, là nhất là cái chỗ mà các bạn kẹp cổ đó, cái khúc, cái phần mạo hiểm á, rất là tốt, chứng tỏ là các bạn có cái tài năng cao hơn cái bài trình diễn này. Cho nên mình tiếc cái điều đó thôi. Mình hy vọng là có thể các bạn vô vòng sau thì có thể là mình đổi cái kiểu cách mình biểu diễn. Dạ, em xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Trâm Mai Nguyễn. Bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Vô Việt Nam 1978. Xin mời ban giám khảo. Xin cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn nhóm Vô Việt Nam 1978 và chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã xem 3 nhóm thí sinh của bảng thứ 2 trong đêm thi ngày hôm nay thi đấu. Và bây giờ sẽ là giờ phút dành cho kết quả. Và nhóm có số điểm cao nhất được đặt cách vào thẳng vòng bán kết. Và các bạn cũng sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ Sun World. Và nhóm có số điểm cao nhất là 8.8 điểm. Với số điểm của giám khảo Gemma dành cho các bạn là 9 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn là 8.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9 điểm. Và giám khảo ST là 8.5 điểm. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng. Như vậy
thẳng vào bán kết và nhận được một phần quà của nhà tài trợ Sunworld. Và chúng ta còn lại hai nhóm, nhóm Cờ Lâu và nhóm Vovinam 1978. Nhóm có số điểm cao hơn, các bạn sẽ an toàn và đi tiếp vào vòng 4. Nhóm còn lại, các bạn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Và các bạn sẽ phải kêu gọi sự bình chọn của 101 khán giả tại trường quay để dành cho các bạn cơ hội đi tiếp vào vòng tiếp theo. Nhóm an toàn với số điểm là 8.6 điểm. Trong đó, giám khảo Jama dành cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 8 điểm. Giám khảo Minh Tú 9 điểm. Và giám khảo SP cũng là 9 điểm. Thưa Vân xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng nhóm Cờ Lâu. Các bạn đã an toàn. Như vậy là nhóm vào vòng nguy hiểm là nhóm Vovinam 1978 với số điểm trung bình là 7.5 điểm. Trong đó, giám khảo Jema dành cho các bạn 7.5 điểm, giám khảo John Huy dành cho các bạn 7 điểm, giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 7.5 điểm và giám khảo ST dành cho các bạn 8 điểm. Và một lần nữa, Thúy Vân xin được chúc mừng nhóm Hoa Hướng Dương. Các bạn chính là nhóm đi thẳng vào vòng bán kết và nhận một phần quà đến từ nhà tài trợ Sunworld. Và Thúy Vân xin được mời chị Lê Bảo Ngọc, đại diện tập đoàn Sun Group khu vực miền Nam sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho nhóm Hoa Hướng Dương. Xin được cảm ơn chị Lê Bảo Ngọc, đại diện cho Sun Group miền Nam. Hiện tại đứng bên cạnh Thúy Vân đó chính là hai nhóm đã đi vào vòng nguy hiểm. Nhóm Vovinam 1978 và nhóm Chấn Hưng. Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của 101 khán giả trường quay dành cho hai nhóm. Là chúng ta đã kết thúc phần bình chọn của 101 khán giả tại trường quay. Chúng tôi sẽ công bố số phiếu nhưng sẽ không công bố số phiếu đó thuộc về nhóm nào, mà chúng ta sẽ cùng chờ cả 4 đội trong vòng nguy hiểm lên sân khấu này. Và bây giờ Thúy Vân sẽ mời quay trở lại hai nhóm Mãnh Hổ và đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và trên sân khấu là 4 nhóm thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm. Các bạn đã nhận được sự bình chọn của 101 khán giả ở trường quay. Và trong 4 nhóm sẽ chỉ có 2 nhóm có số phiếu cao hơn được đi tiếp vào vòng tiếp theo. Như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chia tay với 2 nhóm còn lại. Ở đêm thi đầu tiên, chúng ta có 2 nhóm Mãnh Hổ và nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và ở đêm thi thứ 2, chúng ta có 2 nhóm Vovinam 1978 và nhóm Chấn Hưng. Tỷ số lần lượt về số phiếu mà khán giả dành cho các bạn ở đêm thi thứ nhất là 45-56. Và đêm thi thứ hai là 46-55. Thúy Vân sẽ công bố lần lượt nhóm được an toàn trong từng đêm thi với số điểm cao hơn. Đầu tiên là với nhóm Mãnh Hổ và đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam với số phiếu là 56 phiếu. Khán giả đã lựa chọn đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Chúc mừng các bạn. Như vậy rất tiếc chúng ta phải chia tay với nhóm Mãnh Hổ. Các bạn đã nhận được 45 phiếu từ khán giả.
Và với hai nhóm thí sinh nguy hiểm của đêm thi hôm nay, chúng ta có nhóm Trấn Hưng và nhóm Vovinam 1978. Nhóm An Toàn với số phiếu là 55 phiếu, đó chính là và xin được chúc mừng nhóm Trấn Hưng, các bạn đã An Toàn. Như vậy là chúng ta phải chia tay với nhóm Vovinam 1978 với số phiếu là 46 phiếu. Như vậy là chúng ta đã có hai nhóm An Toàn, đó chính là nhóm Trấn Hưng và nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Xin được chúc mừng các bạn và các bạn hãy cố gắng thật nhiều để thể hiện hết mình ở vòng tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể vào bên trong. Thật sự là Vân rất là tiếc khi mà hai nhóm chúng ta phải là hai nhóm chia tay với chương trình. Và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau qua 3 vòng thi. Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện rất nhiều ở trên sân khấu này. Điều mà Thúy Vân muốn giữ các bạn ở lại sân khấu này đó chính là Thúy Vân nghĩ là mỗi nhóm chúng ta sẽ nói một lời tạm biệt với khán giả. Dạ, đầu tiên thì em cũng vẫn xin cảm ơn chương trình. Và thứ hai là em cảm ơn những anh chị biên đạo, những anh chị ngoài bây giờ là giống như ngoài là thầy của tụi em, thì mấy anh chị luôn là những người anh, người chị vẫn luôn dạy dỗ tụi em, thì tụi em cũng vẫn cảm ơn. Thì em cảm thấy em rất là cảm ơn chương trình, bởi vì được bước tới vòng 3 này thì ít nhiều gì mình cũng sẽ học được rất là nhiều bài học kinh nghiệm. Kết thúc ở đây thì em xin đại diện nhóm chân thành cảm ơn ban giám khảo, quý vị khán giả đã đồng hành và ủng hộ nhóm tụi em trong suốt những vòng thi vừa qua. Em xin hết. Thì chúng em xin cảm ơn các quý vị ban giám khảo đã có những lời nhận xét rất là tận tình để cho chúng em hoàn thiện hơn, không chỉ là trong cái bài diễn của mình mà là còn trong cuộc sống nữa. Và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho nhóm em trong tất cả các vòng thi vừa qua. Thì từ trước đến giờ là cái võ đài chính là cái sân khấu của tụi em, nhưng mà bây giờ tụi em có thể biết được thêm là mình còn một cái sân khấu thứ hai, đó là đấu trường võ nhạc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Anh chia sẻ một tí xíu được không? Dạ vâng ạ, mời giám khảo Trân Huy. Anh cũng thấy hơi có lỗi một tí xíu với cái đội của hai cái đội của các em là Mạnh Hổ và Vovinam 1978. Vì chừng nào mình tham gia một cái cuộc thi nó có nhiều cái điều khác nhau, nó rất là ảnh hưởng về cái phần thi của mình. Thì trong cái tuần này anh cũng hơi hơi buồn vì đối với anh là cái lỗi nằm ở đây không phải chính là cái lỗi của các em. Thực ra thì chị đã xem các em thể hiện được rất là nhiều vòng rồi. Nhưng mà ở những cái lúc mà các em thi những vòng trước và những lúc các em tập luyện nó rất là tốt, nhưng mà đôi khi mình đi thi chỉ cần đánh sai một nước cờ thôi là nó đi luôn một ván cờ. Nếu như một cái bài biên đạo hay, nhạc hay, mọi thứ nó thuận lợi thì các em thể hiện được ngày hôm nay hơn ngày hôm nay rất là nhiều. Và chị cảm ơn cái điều đó. Này, anh cũng nói chuyện một tí xíu với ban giám khảo và mình cũng muốn đưa ra thêm một cái cơ hội nữa để cho ai đó quay lại trong cái vòng tiếp theo và thể hiện cái tốt nhất của mình được hay không? Ban giám khảo đã quyết định như thế nào ạ? Non elimination. Không có lỗi. Chúng ta không lỗi. Chúng ta sẽ thu lại đội nào hết ạ và các bạn sẽ an toàn đi tiếp vào vòng tiếp theo. Các bạn ở đều đang rất xúc động ạ, nhưng mà chắc chắn ban giám khảo đã mang lại cho các bạn thêm một cơ hội mới và các bạn chính là các nhóm An Toàn sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng tiếp theo. Và chúng ta hãy cùng chờ đón hai nhóm sẽ đi vào vòng tiếp theo là nhóm Mạnh Hổ và Vovinam 1978. Vâng, thưa quý
vị, quả là một đêm thi đầy cảm xúc và cũng đã khép lại với một kết thúc rất có hậu, đó chính là chúng ta sẽ không loại nhóm thí sinh nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld. Quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thúy Vân và các bạn thí sinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Wow. Tụi em chưa bao giờ làm thất vọng chị. Các bạn còn nhỏ mà các bạn làm được những điều đó rồi, anh cảm thấy rất là khâm phục. Đón xem tập 11 Đấu Trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19:30 ngày 23 tháng 6 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld hân hạnh đồng hành cùng chương trình.